gần một lít, gần một lít chưa đủ một lít đổ lên, nói chung là 700 ml xăng. Bồ có 37 độ, 42 độ, cổ bồ là 60 độ. Xăng sau khi vô đây gần xong, còn như đây thôi đi về 6 giờ rồi. Hôm nay ngày 11 tháng 7. Mọi thứ trong tầm kiểm soát.